Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng theo dõi bộ truyện gián điệp Điệp viên 007 tác giả Ian Fleming. Tiểu thuyết gián điệp Chiến dịch sấm sét tác giả Ian Fleming, chương 10, đoạn kết. Trong suốt thời gian chuẩn bị mấy tháng trời ở Paris, Blofeld đã nhắc nhở Lago nên lưu ý hai gã số 10 và 11. Blofeld đã nói tới nói lùi. Sáu trá đa nghi đã ăn sờ vào da thịt chúng. Chúng luôn nghi ngờ sẽ bị người khác cướp công lao giành mất phần ăn. Nếu cảm thấy bất mãn, chúng sẽ lôi kéo những người khác vào cuộc, tạo áp lực đòi phần hơn. Những tên như thế này dùng làm gián điệp thì quá là tuyệt vời. Nhưng nên nhớ một điều, nếu bọn chúng gây bất lợi, hoang mang, mất lòng tin trong toàn đội, thì phải nhanh chóng ra tay, xử chúng cho đẹp mắt, không được nhân nhượng. Nếu không, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ vỡ. Quả đúng như vậy, tên số 10 ngồi cắt Lago hai ghế về bên trái bắt đầu lên tiếng. Nó không nhìn Lago mà hướng về toàn đội. Thưa các chiến hữu, tôi lấy làm vui mừng được thấy kế hoạch của chúng ta thuận lợi. Tương lai ở trước mặt quá tốt. Theo tôi, mục tiêu thứ hai không cần thiết bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần nấu quả bom thứ nhất, đám chính quyền phương Tây sẽ bát nháo lên. Còn số thương vong không ít hơn 2.000 người sẽ gây nên làn sóng căm phẫn rất lớn. Rồi bọn chính quyền dứt khoát phải giao nộp số tiền chuộc. Tôi có đề nghị chúng ta nên dành quả bom thứ hai để bán lại, bán rẻ cho một tổ chức nào đó, một chính quyền nào có hứng thú chạy đua vũ trang, từ đó có thể kiếm thêm ít vốn nữa. Ngừng lại một tí, miệng nó lép nhép, nước miếng văng tùm lung. Trong khoảng thời gian không quá 24 tiếng sắp tới, Kế hoạch của chúng ta hoàn thành, số tiền khổng lồ sẽ hiện ra trước mắt, nhưng tôi vẫn có chút e ngại. Lúc này, Lago đưa tay lên túi áo vét, gạt khóa an toàn khẩu côn 25 ly, liếm mép nuốt nước bọt, tên số 10 lại nhảy tiếp tục. Ấm ức mà cứ giữ mãi trong đầu thì còn gì là chiến hữu. Cả bàn đồng loạt im lặng, dựa vào cách nói cù nhằng cù nhưa của tên này, bọn chúng đều biết sắp có dấu hiệu gì đó bất ổn, nhưng là chuyện gì Chẳng lẽ tên số 10 đã ngửi thấy có điều gì đáng nghi ngờ hay sao? Lago lẳng lặng móc khẩu côn ra, đặt lên giữa hai đùi. Đảo đôi mắt nhan dão quanh mấy bản mặt mốc đang lắng nghe tên số 10 nói. Khi đội chúng ta 15 người bơi đi một nhậm trong đêm tối, ai dám bảo đảm rằng còn lại trên tàu gồm 5 thành viên cùng 6 nhân viên tép rưu, không nổ máy bỏ chúng ta lại giữa biển khơi? Tiếng xì xào nổi lên, giơ một bàn tay lên nhằm ngụ ý giữ yên lặng. Tên số 10 khề khà nói tiếp. Ý tưởng của tôi khá nực cười đúng không? Nhưng tôi nghĩ các chiến hữu ngồi đây ít nhiều đều cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta là những kẻ có máu mặt trên chốn giang hồ, chuyện gì mà không từng gặp, đa nghi vẫn tốt hơn. Một số tiền quá lớn, 100 triệu đô có thể làm người ta chói mắt. Ông bà cha mẹ còn dám bán đứng chứ nói gì đến chiến hữu anh em. Phần chia lúc đó không còn cho 20 người mà chỉ có 5. Đau khổ nhất là 15 tên phải chống chọi với 7 cá mập giữa biển khơi trong vô vọng. Gần giọng, Lago lên tiếng hỏi. Thế thì số 10 có đề nghị gì? Lần đầu tiên, tên số 10 nhìn vào mặt Lago, hình như vẻ mặt nó khinh khỉnh, coi thường số 1. Tôi nhân danh quyền lợi của tập thể có một đề nghị. Mỗi thành viên của một nhóm quốc gia sẽ ở lại trên tàu để bảo vệ lấy quyền lợi của thành viên khác của nhóm quốc gia đó. Thí dụ như nếu số 11 xuống biển thì tôi sẽ ở lại cho an toàn. Điều này càng củng cố niềm tin tuyệt đối cho những người đang lặn hộp dưới biển. Họ tin chắc rằng công sức của họ không bị những kẻ khác cướp trắng. Lago đáp lại với giọng vô cảm lạnh lùng. Được thôi, với yêu cầu này tôi xin có một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, đơn giản. Kèm theo câu nói, một làn chớp đỏ lóe lên từ họng súng đen ngòm trong bàn tay gân guốc đầy lông lá của Lago. Ba viên đạn nối đuôi nhau về phía đầu gã số 10 tạo thành một lỗ to, máu phun ra ướt đẫm mặt bàn. Mở mẫm hai bàn tay vô vọng, nó ngã lăn quay ra sàn, kéo theo cây ghế gỗ đưa họng súng lên mũi người rồi rà qua rà lại như đang hít một mùi hương tuyệt diệu, quét đôi mắt sắc lạnh khắp ca phòng, Lago gần giọng. Buổi họp tới đây chấm dứt, mỗi thành viên trở về cabin của mình chuẩn bị dụng cụ, thức ăn đã có sẵn ở dãy bàn dưới bếp, rượu, thuốc hút đều đầy đủ. Hai người, ai cũng được, hãy mau quăng cái xác của tên này xuống biển. Còn lại một mình đứng lên, Lago ngáp dài, ngáp vắn, bước tới tủ, anh lấy hộp xì gà, chọn lấy một điếu rồi đốt nó, Sắt cái thùng đựng đá, hắn băng qua cửa sổ, đi về phía cabin của Domino, khép cửa lại rồi hắn khóa chặt. Ngay trên trần, ngọn đèn bão phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, rồi trên chiếc giường sắt đôi lót nệm dày, cổ tay cổ chân Domino bị trói vào bốn góc, đặt thùng đá lên cái tủ gạt tàn thuốc cho ngọn lửa cháy đỏ hơn. Lago bước tới gần, đôi mắt Domino sáng quắc lên trong ánh sáng mờ mờ to to. Nào, em yêu, anh sẽ bắt đầu tận hưởng da thịt của em đây rất khoái cảm, dục lạc. Nếu muốn tránh điều này, em phải báo cho anh biết ai đã đưa cái máy cho em đem xuống tàu. Rút một điếu xì gà cho ngọn lửa cháy sáng, hắn dí dí vào mặt cô nàng. Em sẽ được tận hưởng khoái cảm từ nhiệt độ điếu thuốc này và sự lạc buốt của mấy viên nước đá. Thật ra anh cũng không muốn thấy thân hình bốc lửa của em tàn tạ. Thế thì tốt nhất nên nói đi, em làm điều ấy vì tiền hay vì thằng nào đó hấp dẫn đẹp trai quyến rũ em. Giọng cô nàng vang lên với vẻ căm thù mày đã giết anh trai của tao, giờ tao đòi nợ máu, thế thôi, hãy tận hưởng hành vi man dợ, trai khuấy của mày đi, bản thân mày cũng đang lâm vào đường cùng rồi. Chúa sẽ giáng tội lên đầu lũ quỷ giữ chúng mày, rồi mày phải chịu đau khổ hơn ngàn lần chúng tao. Lago cười to, tiếng cười của hắn khô khóc tàn nhẫn. Được thôi con quỷ cái, mày sẽ nếm mùi khoái lạc thật êm dịu, thật chậm rãi. Cúi người xuống, hắn thỏ mấy ngón tay, dịch văng chiếc áo ngực của Domino lần xuống dưới hắn xé nốt lớp vai còn lại miết ngón tay trên da thịt mềm mại những đường cong tuyệt mỹ đôi mắt hắn như điên dại mãi mấy phút sau hắn bước tới thùng đá gấp từng viên ra cái ly rồi trở lại ngồi xuống một bên mép giường hắn rít điếu xì gà một hơi thật sâu gạt tàn thuốc trên sàn và ngã người xuống Tại trung tâm tác chiến của chiếc tàu Manta, Viên tư lệnh trưởng Peterson ngồi ngay sau lưng tay phụ trách thăm dò độ sâu. Bầu không khí thật im lặng. Thỉnh thoảng, ông ta quay sang Jim và Felix nói vài điều về độ sâu và vận tốc di chuyển. Đoạn ông ta đứng lên, mắt nhìn thẳng về phía hai anh. Chỉ còn 30 sải nữa là cách cái đảo nhỏ về phía đông đúng một dặm. Giờ chúng ta đang thẳng tiến theo dòng chảy tới Bahamas với tốc độ cao. Nếu giữ nguyên tốc độ này, chúng ta chỉ mất 4 tiếng nữa là đến nơi. Lúc ấy vẫn còn thừa một tiếng trước khi mặt trời mọc thế nào hai bạn có ăn uống nghỉ ngơi gì không trong một tiếng sắp tới trên màn hình radar sẽ không có gì đâu nếu phát hiện ra chiếc disco chúng ta sẽ lặn xuống lúc đó sẽ có hồi chuông báo động bây giờ thì các anh có thể nghỉ ngơi một tí chẳng có gì xảy ra cho đến khi nó di chuyển đến gần mục tiêu rồi viên tư lệnh đi về phía cầu thang các anh có cần tôi dẫn đường không hãy coi chừng mấy ống dẫn ở đây không có biển cảnh báo đâu hai anh đi theo viên tư lệnh bước qua hành lang đến một phòng ăn rộng Họ vừa ngồi xuống trước bàn giữa những tay sĩ quan thì một gã phục vụ bước tới đưa bảng thực đơn. Peterson chọn ngay món hamburger, bánh biscuit, kem và cà phê đá. Quay sang chim, ông ta mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, rời khỏi cảng là tôi cảm thấy ngon miệng. Còn ăn gọi gì? Chỉ có món trứng là cót và ổ bánh mì, ly cà phê đen. Vẻ căng thẳng, đang gậm nhấm tâm hồn chim. Hứng thú gì mà ăn với uống? Hàng trăm câu hỏi đang xen kín cả đầu óc. Công vụ có, chuyện riêng cũng có, Chiếc disco giờ đang ở đâu? Liệu Domino có đáng tin cậy không? Cô ta có lừa dối anh chăng? Tên Lago tóm được cô nàng rồi sao? Hắn thủ tiêu rồi chăng? Nghĩ tới, nghĩ lui, lòng anh cồn cào như lửa đốt. Cố nén cơn bồn trồn, chìm nóc vội một ngụm nước lặn. Nhìn chung quanh thấy mọi người cười cười, nói nói, chìm sốt cà ruột. Kềm chế mãi không được, ăn lên tiếng. Xin lỗi thuyền trưởng, tôi có vài thắc mắc. Nếu ta bắt kịp chiếc disco, tôi vẫn chưa hình dung được bước kế tiếp phải làm gì. Chúng ta sẽ theo sát nó rồi nhảy lên tàu tấn công hay chúng ta hất nó ra khỏi mặt nước? Đôi mắt xám của Peterson hơi ngạc nhiên. Bộ hải quân ra lệnh cho tôi làm theo yêu cầu của các bạn. Đại khái tôi chỉ là người lái tàu. Anh bạn cứ nói rõ đề nghị tôi sẽ nghiên cứu xem có thực hiện được hay không. Nếu không có gì trở ngại tôi đồng ý cả hai tay. Miễn là đừng có làm gì nguy hiểm đến chiếc Manta. Như tôi từng nói với các anh ở trung tâm tác chiến. Tôi chấp nhận mọi yêu cầu của các anh đưa ra nếu chúng có tính khả thi. Nào, cứ mặt dạng trình bày ý tưởng của anh đi. Khi thức ăn mang đến, chim kéo ly cà phê lại gần, rồi mồi điếu thuốc, nhìn thẳng vào mặt Phi Lịch, ân lên tiếng. Phi Lịch, tôi không biết cậu nghĩ sao, nhưng theo sự dự đoán của tôi, vào lúc 4 giờ chúng ta sẽ tìm ra chiếc disco đang chạy về phía bắc, trong vũng nước nông sát bên ngoài đảo Berry. Sau đó nó sẽ tới một nơi nào đó của quần đảo Bahamas, sát với trung tâm phóng hỏa tiễn. Từ giá đến ấy, tôi đã bỏ công tìm hiểu các biểu đồ và nhận thấy nếu nó muốn đặt quả bom càng gần mục tiêu càng tốt, nó sẽ bỏ neo ngoài khơi một dặm, ở độ sâu 10 sai, và mang quả bom nửa dặm hoặc gần hơn với mục tiêu ở độ sâu cỡ 3 thước rưỡi. Bật công tắc, định thời gian cho nổ rồi chuồn đi, sau đó nó sẽ quay lại vào lúc trời sáng. Khi ấy, dòng lưu trên biển quân West End quá tấp nập. Dĩ nhiên nó hòa lẫn vào đấy, radar có giờ cũng không lần ra được. Giả sử bọn chúng định thời gian nổ là 12 tiếng, Disco thừa sức trở về Nassau, hay ít ra nó cũng thoát ra được khỏi tầm sát thương. Theo tôi, Lago sẽ quay lại Nassau với câu chuyện săn lùng kho báu. Hắn sẽ đậu ở đấy thêm một thời gian nữa chờ lịch của bọn Spectre. Ngừng lại một lát, anh tránh đôi mắt của Felix, trừ khi hắn có thể moi được thông tin gì từ Domino. Giọng của Felix chắc chắn. Tôi không tin cô ấy sẽ khai đâu, cô nàng cũng cừ lắm. Nhưng lỡ căng quá chịu đòn không nổi, Domino khai ra hết thì sao? Hắn chỉ việc quăng cô nàng xuống biển với mấy cục trì quanh cầu, khi trở về Nassau, hắn chỉ cần báo bình dưỡng khí của cô nàng bị hỏng, cô ta chết mất xác giữa biển khơi. Trong khi đi tìm kho báu, cái thằng Lago này chả thua kém gì tên cướp biển đâu. Viên thuyền trưởng xen vào. Thôi nào, chúng ta đi vào vấn đề chính đi. Anh bạn trên, theo anh, Lago sẽ đưa quả bom ra khỏi tàu và đặt vào mục tiêu. Tôi thừa nhận theo biểu đồ, hắn không thể nào đưa con tàu gần hơn. Vì hắn sẽ bị đội tuần dương của căn cứ chặn lại. Ở đây, họ có một chiếc tàu tuần dương kiểm soát cả khu vực trong suốt thời gian tập trận. Chìm đáp lại giọng dứt khoát, trong hầm tàu của chiếc disco có một loại xe kéo, có thể kéo được một quả ngư lôi điện rồi lôi đi. Một toán người nhái có thể cùng xe kéo, trên có quả bom lôi đến mục tiêu, đặt chúng ở đấy rồi trở về tàu. Anh nói cũng có lý, theo anh chúng ta phải làm gì? Nhìn thẳng vào mắt viên thuyền trưởng, chim nói tiếp vẻ thất trọng. Chỉ còn cách tóm ngay bọn chúng lúc ấy, nếu chúng ta ra tay sớm quá, ví dụ như ở khoảng cách vài trăm thước, thì sợ chúng có đủ thời gian nhận chìm quả bom ở độ sâu 100 sái rồi dông mất với quả bom thứ hai, thời điểm thích hợp nhất để bắt giữ bọn chúng. Và quả bom thứ nhất là lúc đội người nhái rời tàu đi đến mục tiêu đặt bom. Chúng ta sẽ dùng một đội người nhái chống lại bọn chúng. Còn quả bom thứ hai, nếu còn ở trên tàu thì không thành vấn đề. Chúng ta có thể nhận chìm chiếc disco cùng với quả bom. Nhìn xuống, đĩa thức ăn. Viên thuyền trưởng sắp xếp lại muỗng đĩa, nóc cạn một ngụm cà phê còn lại trong ly, lắc lắc mấy cục đá đặt cái ly xuống bàn ông ta nhìn lên vẻ mặt suy tư hết nhìn phi lịch quay sang nhìn trên anh nói cũng có lý trên tàu chúng ta có đủ bình oxy đội người nhái của chúng ta có khoảng 10 người nhưng họ đã được huấn luyện để chiến đấu tôi sẽ kêu gọi những người tình nguyện ngừng lại một chút ông ta hỏi ai sẽ là người chỉ huy đội người nhái chim nhăn nhẩu đáp lại cứ để chuyện ấy cho tôi lặn vốn là sở trường của tôi còn ba cái loại cá dưới biển con nào nguy hiểm con nào vô hại tôi đều rành sáu câu tôi sẽ hướng dẫn sơ cho toàn đội. Phi lịch xen vào với giọng giận dỗi. Này chim, định chơi xấu à? Cậu tính bỏ tôi lại, ngồi nhấm nháp hamburger với thuyền trưởng sao? Giờ cái móc sắt lên, hắn nói tiếp. Mình sẽ xỏ cái này vô một cái chân vịt. Dù có què chân, mình cũng đuổi sát theo cậu suốt cả ngày. Nếu có con nào định chơi cánh tay của cậu, mình sẽ lên tiếng báo động, được không nào? Mỉm cười, viên thuyền trưởng đứng lên. Thôi được, hai anh bạn trẻ, tôi giao cuộc chiến dưới đáy biển sâu cho hai anh. Tôi phải có vài lời với đội người nhái qua hệ thống phát thanh. Các anh cũng không cần ngủ. Tôi có vài liều thuốc tăng lực rất hữu dụng cho cuộc chiến sắp tới. Đưa tay lên vẫy, ông đi ra khỏi phòng ăn tập thể. Quay sang phía chim, phi lịch trách móc. Cây gã người ăn xấu xa vô lương tâm kia định bỏ mặt thằng bạn từng vào sinh ra tử à. Cậu cố tình phản bội tôi từ bao giờ vậy chim chim bật cười to. Tôi xin lỗi, tôi biết cậu quá mà phi lịch. Chỉ sợ cậu gặp chuyện không may thôi. Tôi đâu có hay cậu có cách giải quyết không thiếu sót ấy. Miệng nói vậy, chi chìm đâu có lại gì tắn của phi lịch. Hai thằng từng sát cánh bên nhau, vượt qua muôn gàn trông gai hiểm trở. Dễ gì thấy anh bước vào cuộc chiến sinh tử mà hắn làm ngơ. Tuy là khác máu mũ, nhưng còn thân hơn ruột thịt. Giọng phi lịch hơi buồn bã. Còn nhiều điều cậu chưa biết nữa đấy. Cánh tay này giờ linh hoạt lắm, chẳng khác gì trước kia. Mà này, chúng ta bàn vào vấn đề cụ thể đi. Bơi theo đội hình như thế nào? Có thể biến các con dao thành các ngọn giáo hay không? Làm sao trong bóng tối dưới đáy biển sâu chúng ta có thể phân biệt đâu là ta, đâu là địch? Những chi tiết này cần phải phân tích cho kỹ lưỡng. Ông Peterson quá là người tốt bụng. Mình không muốn người của ông ta chết vì lỗi lầm ngu xuẩn của chúng ta. Rồi tiếng của viên thuyền trưởng vang lan lắn qua hệ thống phát thanh. Tất cả xin lắng nghe. Tôi là thuyền trưởng Peterson của tàu Manta. Trên đoạn đường sắp tới, chúng ta có thể phải đứng đầu với nguy hiểm. Theo lệnh từ bộ hải quân, chiến dịch lần này của chúng ta không khác gì một cuộc chiến thật sự. Khi James đang thiêu thiêu ngủ trên giường của một viên sĩ quan trực ban, tiếng chuông báo động vang lên. Sau đấy là lệnh phát ra từ hệ thống PA, lặn sâu xuống. Ngay lập tức, giường của anh hơi nghiêng một tí, hình như con tàu đổi tốc độ, tiếng máy nổ nhanh hơn. Mỉm cười thỏa mãn, anh nhảy xuống đất, bước tới trung tâm tác chiến. Phi lịch đã có mặt từ bao giờ, còn viên thuyền trưởng từ tấm bản đồ quay mặt sang nhìn James, thoáng nét căng thẳng trên gương mặt rắn ròi của ông ta các bạn trẻ à các anh đoán đúng đấy chúng ta vừa phát hiện ra nó cách nằm dặm phía trước với hai điểm bên mạn phải nó di chuyển với tốc độ 30 hải lý một giờ không có một ánh đèn phát ra có cần nhìn qua kính tiềm vọng hay không nó cản khá nhiều tia lên tinh dù không có ánh trăng nhưng các anh vẫn có thể nhìn thấy một vệt trắng ghé mắt vào ống nhìn một phút sau chiêm thấy một đốm sáng mờ nhạt bước lui ra sau chiêm hỏi nó đang đi về hướng nào cũng giống như chúng ta mũi cực đông của quần đảo bahamas Chiếc Manta đang lặn xuống và tăng tốc một chút. Chúng ta phải dùng thiết bị định vị siêu âm để ra theo. Rồi chúng ta sẽ chạy song song, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách theo chiều đứng. Đài dự báo khí tượng cho biết vài tiếng sắp tới sẽ có gió đông. Đó là điều may. Điều này cần thiết khi chúng ta cho đội người nhái xuất phát. Mặt biển lúc ấy sẽ có một ít sóng. Vừa nói xong, ông ta quay sang tay sĩ quan vóc dáng lực lưỡng trong bộ đồ thủy thủ trắng. Đây là sĩ quan Petty, đội trưởng của toán người nhái dĩ nhiên là anh ta sẽ làm theo lệnh của anh và phi lịch. Cả toán là những tay tình nguyện, họ rất thiện chiến và chuyên nghiệp. Các anh nên làm quen với nhau, trao đổi kế hoạch tác chiến. Theo tôi, kỷ luật nên đặt lên hàng đầu trong những trường hợp như thế này. Viên sĩ quan phụ trách vũ khí đã chuẩn bị mọi thứ. Nếu có yêu cầu gì thêm, các anh cứ nói. Vừa nói xong, ông ta quay lưng bước về phòng hoa tiêu. Theo sau Petty, hai anh đi dọc theo bon dưới vượt qua phòng máy tới xưởng sửa máy. Ở một góc xưởng, chín tay người nhái vạm vỡ Cửa bắp săn chắc, nước da sạm nắng trong chiếc quần bơi đã sẵn sàng. Ở góc đối diện có hai gã trong bộ đồ bảo hộ lao động màu xám, đang mài lưỡi mấy ngọn giáo trong ánh sáng mờ mờ to to. Sau khi chào hỏi giới thiệu, trên bước tới quan sát, quả là thứ vũ khí lợi hại, mũi nhọn khủng khiếp, lưỡi dao bén ngọt cắm chặt vào đầu khúc gỗ dài được ràng kỹ bằng những sợi thép. Dùng nó mà đâm một phát thì da cá mập cũng phải lủng chứ nói gì thịt của bọn Lago. Bỗng anh băn khoăn không hiểu bọn chúng sẽ dùng vũ khí gì, chắc chắn là súng bắn CO2. Trận chiến này không thể nào tránh khỏi thương vong, bằng mọi giá phải đánh nhanh, tiêu diệt gọn, càng dây dưa càng bất lợi. Không biết tụi nó có bao nhiêu tên, 20, 30 hay thậm chí nhiều hơn thế nữa. Nếu lặn trần chỉ cắt nhau sáu thước dưới ánh trăng, bọn mình sẽ trở thành đứt ngắm cho họng súng bắn hơi. Với khoảng cách ấy, ngọn giáo dù có bén cắt mấy cũng trở nên vô dụng. Không được, mình phải nghĩ ra cách vẹn toàn. Sau đó 10 giây, anh quay sang Petty. Trên tàu có mấy bộ quần áo liền thân bằng cao su không? Thưa có, chúng tôi vẫn thường dùng chúng để tránh nước biển lạnh cóng. Ta rất cần chúng, anh có thể vẽ lên sau lưng chúng những con số vàng trắng hay không? Đó là cách chúng ta nhận nhau dưới biển. Dĩ nhiên rồi thưa ngài. Này, các cậu đến ngay phòng viên sĩ quan phụ trách quân trang, quân dụng, lấy cho toàn đội mỗi người một bộ quần áo cao su. Rồi tới nhà kho lấy hộp sơn, vẽ từ số 1 đến số 12 sau lưng mỗi chiếc áo, nhanh lên đi. Mãi một lúc sau, những bộ quần áo cao su đen phơi dọc lên tường kín một góc sườn, gọi toàn đội lại, ăn bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến. Này các anh em, chúng ta sắp bước vào một cuộc chiến gay go dưới đáy biển. Tất nhiên thương vong là điều không thể tránh khỏi. Có ai định rút lui không? Những gương mặt rắn rỏi đồng loạt hô to. Không. Cảm ơn các anh em. Bây giờ chúng ta bàn vào chi tiết cụ thể. Vài phút tới đây, chúng ta sẽ bơi khoảng nửa dặm ở độ sâu 3 thước. Ánh trăng phía trên khá sáng, bên dưới là cát trắng với những chùm rong biển. Chúng ta sẽ bơi theo đội hình tam giác. Tôi mang số 1, anh Phi Lịch đây số 2, Petty số 3. Những người còn lại chen vào phía sau như bầy thiên Nga. Các anh phải lưu ý con số của người ở đằng trước và không được lạc. Theo bản đồ không hề có một gờ đá nào, chỉ là những hòn san hô nhỏ. Lúc chúng ta hành động là giờ đi kiếm ăn của bầy cá. Phải coi chừng những con cá to sắp lại gần. Nếu chúng tấn công, ba người họp thành một nhóm, chỉ ở ngọn giáo ra. Nên nhớ một điều không phải con nào cũng dám tấn công chúng ta đâu lưu ý bọn cầu gai bám vào san hô, giữ chặt mấy ngọn giáo ở gần đầu. Trong quá trình di chuyển phải tuyệt đối im lặng. Chiến thuật của chúng ta là tấn công nhanh với yếu tố bất ngờ. Bọn chúng được trang bị súng bắn hơi CO2 với tầm bắn 6 thước. Loại súng này có nhược điểm là nạp đạn chậm. Nếu tên nào chĩa súng về phía các anh, cố gắng thu hẹp mục tiêu, thòng hai chân xuống tạo thành đường thẳng. Khi chúng vừa bắn xong thì dùng giáo đâm nó ngay. Những người bị thương phải biết tự chăm sóc mình. Chúng ta không thể mang theo cán cứu thương trường hợp bị bắn trúng phải rời ngay khu vực chiến đấu tìm một hòn đảo san hô nào đấy ngồi nghỉ hay lội ngược vào vùng nước nông nhớ giữ xác ngọn giáo bên mình cho tới khi có người khác tới tiếp viện anh petty sẽ dùng tín hiệu phát sáng bắn lên mặt nước khi cuộc chiến bắt đầu ngay lập tức viên thuyền trưởng sẽ cho chiếc manta nổi lên và phái tới một chiếc xuồng cứu hộ với một lính trang bị vũ khí và bác sĩ trên tàu có ai thắc mắc gì không khi rời khỏi tàu ngầm thì chúng tôi phải làm gì Cố gắng đừng phát ra tiếng động trên mặt nước, sau đó lặn xuống độ sâu 3 thước, dàn theo đội hình. Sẽ có gió đồng nổi lên nhưng chúng ta phải tạo thêm sóng trên bề mặt. Tín hiệu ở dưới nước của chúng ta là gì? Thí dụ như mặt nạ bị hư hay có sự cố gì đó xảy ra. Ngón tay chỉ xuống nghĩa là trường hợp khẩn cấp. Cánh tay dơ thẳng là gặp cá to tấn công. Ngón tay chỉ lên là tôi cần giúp đỡ. Bỗng nhiên, anh mỉm cười về dí dòm. Nếu một bàn chân đưa lên, nghĩa là có một tên đệt ngủm. Cả nhóm phát lên cười lần tiếng loa phát thanh từ hệ thống PA vang lên đội người nhái đến ngay cửa thoát hiểm tôi xin lặp lại đội người nhái đến ngay cửa thoát hiểm mặc quần áo vào xin mời ngài James Bond tới ngay trung tâm tác chiến tiếng động cơ vang lên ầm ĩ rồi im bặt cả con tàu hơi lắc lư khi chiếc manta chạm vào đáy biển <laughs> nương theo áp lực hơi bắn ra Cả người chim vút nhanh qua khỏi cửa thoát hiểm, mặt nước trên đầu ống ánh những cuộn sóng bạc. Quấy mạnh hai chân, ăn chìm xuống một chút rồi lơ lửng ở độ sâu ba thước. Ngay sau đó, một tiếng nổ khá to phát ra từ nơi cửa thoát, bóng dáng của phi lịch tung ra với những bọt nước li ti. Rời nhanh khỏi vị trí, anh nhô lên mặt biển. Thận trọng, chim đưa mắt nhìn qua những đợt sóng nhấp nhô. Từ vai trái của anh đến chiếc disco đang neo lại cũng khoảng gần một dặm, không thấy có ai trên chiếc du thuyền một dặm về phía bắc là hình dáng xù xì xám xịt của đảo Grand Bahamas với những lớp sóng nhỏ và cát trắng, rồi dàn phóng hỏa tiễn với những ngọn đèn pha chớp tắt, thấp thoáng hiện ra trên đảo. Thu người lại, ẩn lặn xuống ở độ sâu ba thước, vẫy nhẹ nhẹ cặp chân vịt, chìm vào vị trí, chờ nhóm người còn lại. Mười phút trước đó, khi anh đến trung tâm tác chiến, viên thuyền trưởng cố kiềm chế nỗi vui mừng. Lạy chúa, anh dự đoán hoàn toàn chính xác, bọn chúng vừa thả neo cách đây mười phút, rồi thiết bị định vị siêu âm báo có tiếng động lạ phát ra từ đáy biển. Có lẽ chúng đang di chuyển. Tôi tin rằng các anh chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Ngay khi các anh thoát ra ngoài, tôi sẽ thả một anten lên mặt nước để liên lạc với Bộ Hải quân, thông báo với căn cứ phóng hỏa tiễn chuẩn bị sơ tán nếu có trường hợp bất trắc xảy ra. Sau đó tôi sẽ cho chiếc Manta nổi lên ở độ sâu 6 thước, nạp sẵn hai quả thủy lôi, tiếp tục dùng kính tiềm vọng để quan sát. Tôi cung cấp thêm cho Petty một tín hiệu báo động nữa và ra lệnh cho anh ta cố đứng vòng ngoài chuẩn bị báo động trong trường hợp đội của chúng ta lâm nguy. Nếu tín hiệu thứ hai xuất hiện, tôi sẽ tiến sát để tiếp viện. Tôi dự định sẽ bắn hai quả thủy lôi, đánh chìm chiếc disco rồi thu hồi lại quả bom. Miết bàn tay lên mái tóc cắt sát, ông có vẻ tư lự. Trận chiến này gây go đấy, chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Rồi ông chia bàn tay ra, chúc mọi sự tốt lành mong đội quân của chúng ta mang niềm vinh quang về cho chiếc Manta. Bất chợt, chim cảm thấy có ai vỗ nhẹ vào vai mình quay đầu lại ăn thấy phi lịch mỉm cười bên trong mặt nạ ngón tay cái đưa lên phía sau hắn cả đội đã sắp theo đội hình mấy cặp chân vịt vẫy nhẹ trong làn nước khẽ gật đầu ăn vươn mình về phía trước một tay cặp sát hông tay còn lại giữ chặt ngọn giáo ngay ngực sâu ở bên dưới nơi những ánh trăng không xuyên tới được vài bụi rong biển lẫn trong bờ cát trắng đang đung đưa thỉnh thoảng ăn nhìn ngược ra sau thấp thoáng trong ánh sáng mờ nhạt 11 cái mặt nạ tròn lấp lánh cùng với hàng chân vịt nương nhẹ theo dòng nước một lát sau xuất hiện những cụm san hô đẩy bọn cầu gai bám vào. Cẩn thận, ăn bơi chậm lại rồi ra hiệu cho đoàn người phía sau dừng lại. Rồi ăn từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Chiếc disco vẫn còn đó sừng sững trong ánh trăng. Không một bóng người trên chiếc du thuyền. Bất chợt, anh cảm nhận được tiếng chuyển động trong nước cách đó chừng trăm thước. Trong khoảng nước trống trải trước mặt, một cái đầu nhợt nhạt với chiếc mặt nạ hiện ra. Nó nhô lên bề mặt, nhìn quanh một vòng rồi lặn xuống. Ngay lập tức, anh giơ ngón tay cái lên nhiều lần cho nhóm người phía sau. Đưa ngọn giáo vào vị trí tấn công, anh lao qua khỏi hòn san hô. Mãi một lúc sau khi bơi được hơn 50 thước, anh ra hiệu chậm lại và sẵn sàng tác chiến. Từ hai mạng, cả đội xông lên phía trước. Bọn Lago vẫn di chuyển với tốc độ thật nhanh, kéo theo chiếc xe đẩy, trên lưng mỗi đứa có một cánh quạt. Cùng với tốc độ chuyển động của chân vịt, chúng bơi nhanh gấp đôi tốc độ bình thường. Kiểu này làm sao bắt kịp chúng, nhưng cũng còn may. Mấy hòn san hô cùng với chiếc xe đấy đã làm chậm bớt bước tiến của chúng. Ngoài những cây súng hơi bắn CO2, ngay trên đùi chúng còn cột thêm một ngọn giáo. Nhắm đếm, ăn thấy bọn chúng có tất cả 15 tên. Ra hiệu cho cả đội tiến lên, ăn lao nhanh về phía trước. Mãi cắm đầu bơi đi, đám Lago không hề hay biết những bóng đèn đang bám sát chúng. Khoảng cách thu ngắn dần dần, 30 thước rồi 20 thước. Khi ăn vươn gần tới tên cuối cùng, ánh trăng hắt bóng của anh chàng xuống bờ cát phía trước. Thấy lạ, hai tên quay đầu lại. Ngay lúc này một chân của James chạm vào hòn san hô nương sức đẩy tới. Ngọn giáo trong tay anh chọc thẳng vào một tên. Không kịp trở tay, nó quỵ xuống buông hàn khẩu súng. Thấy động, cả bọn Lago quay lại, bao vây tứ phía. Tên gần nhất nhào vô thò tay chộp vào mặt nạ trên mặt Jim Ngay lập tức, anh vung ra đấm thẳng vào đầu nó. Nhắc người thẳng lên, nó đá một cú ngay bụng ăn Ngọn giáo cột trong chân thằng chó chết rạch chiếc áo cao su một đường ăn cảm thấy một chút ẩm ướt ngay bụng, cũng chẳng biết là nước biển hay là máu, nhưng mặc kệ, ăn xỉa ngọn giáo thẳng lên đâm mạnh trúng đùi nó. Dễ dụa trong làn nước, nó bị hắt sang bên, bắn súng trong tay đập vào ăn một cú quá mạng, xém chút thì ngất xỉu. Thế là trận chiến tay đôi diễn ra, giữa hai bên trong làn nước bắt đầu có mùi máu. Bãi chiến trường càng lúc càng lan rộng trong khoảng nước trống trải, ngay trên bờ cát, lấm chấm san hô. Phía đằng xa, bóng to lớn của Lago hiện ra bên cạnh chiếc xe với một vật gì đó thon dài bên dưới tấm vải dầu. Không chút chần chờ anh lao về phía ấy. Được một khoảng chìm thấy Felix đang bị một thằng bóp cổ. Anh dùng chân đá văng nó ra rồi thọc mạnh cây giáo về phía trước. Mũi nhọn hoặc xuyên thẳng ngay tim tên này. Ngay lúc ấy đầu anh bị trúng một cú nhức nhối. Ráng chịu đựng chìm nâng Felix dậy rồi đẩy hắn lên mặt nước. Mở mặt nạ ra, Felix hớp vội vài ngụp khí trời. Chừng khỏe lại, anh ta đeo mặt nạ vô rồi nhảy xấu vào một tên khác. Trận chiến chung quanh giờ đã đến hồi khốc liệt, máu loang ra khắp một vùng, cũng chẳng biết bên nào thắng, bên nào bại. Xa đằng kia Lago ngồi giăng chân ra, một tay cầm hai ngọn giáo, tay còn lại giữ chặt cần điều khiển xe kéo. Không bỏ lỡ cơ hội, chiêm lao người qua đám hỗn chiến nhắm tới chỗ Lago. Mũi giáo trong tay anh chĩa thẳng vào mặt hắn. Quá bất ngờ, Lago buông hẳn hai cây giáo trong tay che mặt, rút ngược ngọn giáo ra sau, ăn đâm thẳng vào tay còn lại. Hoàn toàn bị động, hắn nhảy vội ra khỏi xe kéo, rồi chim và hắn vật nhau dưới đáy biển, bên tám lạc bên nửa cân bất phân thắng bại. Trong lúc này hàm răng cánh chặt, hai gã đàn ông vạm vỡ gầm gừ nhau, hắn đưa cùi trò thúc ngược vào mặt chim. Ngay lập tức ăn liền dốc mặt vào miệng hắn, tay còn lại của anh đấm liên tục vào bờ hông sờ hở của Lago, nhấc đầu gối lên, Lago dốc vào mặt sườn chim. Trả đòn, chim đạp một phát vào hạ bộ hắn, trúng một cú quá mạng hắn buông ăn ra, chim quyết định nhanh không nên tiếp tục đánh tay đôi với hắn. Mục tiêu quan trọng bây giờ là rút quả bom ra khỏi xe kéo. Vừa suy nghĩ, anh vừa phóng thẳng về phía chiếc xe kéo. Hai chân kẹp lấy quả thủy lôi nằm trên đó. Dịch chuyển từng tấc một, anh chàng chụp lấy cần điều khiển kéo mặt. Bị khởi động bất ngờ, chiếc xe kéo hất thẳng lên, rồi lao vòng vòng trong làn nước. Quả bom rơi xuống đáy nằm bất động. Mệt mỏi, anh ngừng lại thở dốc. Ngày phía sau, Lago đã đuổi tới. Ráng hết sức, chìm phóng vội đi, lẫn qua tránh lại giữa những hòn san hô. Ngay trước mặt chim hiện ra một dải cát. Chẳng chần chừ, ẩn lao theo hướng ấy, bơi được chừng 10 thước chim gặp một ngã ba, hai bên đầy những gờ san hô nhọn. Trên đầu ăn, bóng dáng của Lago đang xả nhanh, mắt hắn tìm kiếm. Lối hẹp từ từ trải rộng ra thấp thoáng phía trước có bóng dải cát ngầm. Tăng tốc chim cố thoát về phía ấy nhưng có vẻ không kịp rồi. Từ trên cao, Lago phóng xuống đứng đối diện với ăn, rồi hắn từ từ tiến lại gần từng bước một. Trên tay hắn, một con bạch tuộc nhỏ đang nhúc nhích. Sau đó hắn nhảy sổ tới Tay ném con bạch tuộc về phía mặt chim. Bật đối phó với mấy cái tua của con thủy quái Ăn không còn sức đề phòng Lago nhào tới kẹp cổ ăn Hai vòng tay của hắn siết mặn Còn con bạch tuộc thì đang cố gỡ chiếc mặt nạ của chim Đuối sức hai mắt hoa lên Chân ăn bắt đầu khuỵu xuống Đột nhiên mặt ăn đẫm máu Tay khóa của Lago lóng dần Dùng hết sức chim hết mặt thân hình của hắn Con bạch tuộc giờ đây tuột xuống ngang ngực của ăn Rồi bỏ đi mất Thật ngạc nhiên Chêm không tin vào đôi mắt mình. Trước mặt ăn chân của Lago khuỵu xuống bờ cát. Một ngọn giáo xuyên ngang qua cầu. Cách đó không xa, một bóng dáng nhỏ bé đang lắp tiếp mũi giáo thứ hai vào cây súng. Mái tóc dài ống ả mơn man theo làn nước. Dồn sức lên đôi chân, anh cố đứng dậy. Khi bước tới trước, một bước, đôi mắt chêm hoa lên. Tựa người vào gờ san hô, chêm định sửa ống trục đang sút ra. Bàn tay không còn sức lực cứ mò mẫm mãi, nước bắt đầu tràn qua miệng bất chợt có một bàn tay đỡ ăn lên sửa cho cái chụp ngay ngắn. Ráng quay đầu lại và anh nhìn thấy Domino. Bỗng gương mặt của cô ta tái nhợt và đôi mắt vô hồn. Người cô ta lạ đi. Không được, nếu thế này chắc cả hai phải chôn sâu dưới đáy biển. Rồi anh thấy máu nóng dâng trào. Đạp nhẹ cặp chân vịt tay đỡ lấy người Domino chìm nhấc người lên. Mãi một lúc sau thật chật vật nhưng cả hai cũng đã ướn được người trên mặt nước nhấp nhô. Trên kia những tia nắng đầu tiên lấp lánh trên làn gió nhẹ mịn mang. Bước vào căn phòng đầy mùi ê te, Phi Lịch đưa tay khép cửa lại, ngay trên giường chim nằm bất động nửa mê nửa tỉnh. Ăn sao rồi trên, chưa đến nỗi chết đâu, chỉ bị say thuốc thôi. Bác sĩ không cho tôi đến thăm cậu, nhưng mình biết lòng cậu như lửa đốt đúng không? Đúng rồi, mình chỉ nói ngắn gọn thôi, nếu không mấy tay bác sĩ sẽ chửi cho mình một trận cuối cùng chúng ta đã thu lại được hai quả bom mới bị bắt chưa kịp đánh thì tên cô dê đã khai hết mọi chuyện spectre là một ổ đầu trộm đuôi cướp thành viên của nó là một bọn mặt rỗ từ smack mafia gestapo hang ổ của nó đặt tại paris tên đầu đáng là bluefell đã cao bay xa chạy có lẽ là mất liên lạc với lago đã đánh động hắn cia hứa sẽ lùng ra tên này cho dù hắn có chạy lên trời theo lời của cô dê sáu năm qua bọn chúng kiếm được hàng triệu đô la qua mấy vụ bắt cóc tống tiền, cướp giật buôn ma túy. Đây là cú ăn hàng cuối cùng. Chúng ta đã đoán đúng, mục tiêu thứ nhì chính là Miami. Trên mỉm cười yếu ớt, mọi người bình an cả chứ. Dĩ nhiên, ngoại trừ mình, không thể nào mình có thể rời xa máy liên lạc vô tuyến. Hàng trăm cuộc gọi đến, muốn làm cái đầu nổ tung. Còn phần của cậu thì không thua gì mình đâu. Ông em gửi cả chồng mật mã chờ cậu trả lời. Tối nay, đám lãnh đạo của CIA cùng mấy tay xếp cỡ bự từ London sẽ đến đây. Họ tiếp nhận bước cuối cùng của chiến dịch, trả lời trước công chúng, xử lý bọn găng tơ, trao danh hiệu quận công bá tước gì đó cho cậu. Thế là chúng ta có thể rút ra đi, tìm một nơi yên bình nào đó để thư giãn. Cậu có định mang cô ta theo không? Lẽ ra cô nàng cũng phải đón nhận một mề đây mới đúng. Bọn chúng bắt được cái máy đo phóng xạ rồi tra tấn cô nàng một trận nên thân. Cậu có thấy mấy vết phỏng ngay trên ngực của cô ta không? Khoái lạc bệnh hoạn của tên Lago đấy mà cô nàng cũng thật cừ. Dù chết cũng cương quyết không hé một lời. Khi bọn chúng rời tàu, cô nàng đã thoát ra được cửa mạn, mang theo khẩu súng. Theo sát hắn rồi ra tay cứu cậu, khi cái chết dành cho cậu đã gần kề trong gang tấc, Nói thật nghe, từ giờ trở đi, mình hết dám coi thường đám phụ nữ, nhất là mấy cô gái Ý. Hình như có động tính gì đó bên ngoài hành lang. Vỉnh tai lên nghe, phi lịch bước vội ra phía cửa. Không được rồi, mấy cha bác sĩ đang đến đây, mình phải đi thôi. Chúc cậu mau bình phục. Ráng hết sức chêm lên tiếng, chờ chút đã phi lịch, nhưng vô ích cánh cửa đã đóng lại nhanh. Tuyệt vọng, anh ngã phịch người xuống giường rồi nhìn lên trần nhà. Máu giận của anh đang bốc lên. Chợt anh hoảng loạn. Cô nàng gặp chuyện không may, tại sao không ai cho mình biết? Tại sao không ai nói gì cho mình nghe? Khốn kiếp. Domino hiện giờ đang ở đâu? Cô ta còn sống hay đã chết? Rồi cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào. Điên tiết, anh hét to. Domino cô ta giờ ở đâu? Nói mau tên kia. Bác sĩ Stengel ngẩn người ra, Nửa phút sau, ông ta mới trấn tĩnh lại. Stanchill vẫn thường thế. Tay bác sĩ hàng đầu của Nassau luôn có thái độ dịu dàng, hòa nhã với bệnh nhân. Trong thời gian còn chiến tranh, thay vì xin làm việc cho các bệnh viện to ở thành phố, tay bác sĩ người Do Thái đã tìm cách thoát khỏi chế độ độc tài của Hitler, rồi đến Nassau lánh nạn. Sau đó những bệnh nhân giàu có đã thương tình muốn giúp đỡ, nên góp tiền xây cho ông ta một diễn đường hiện đại. Ngược lại, ông ta sẽ điều trị với cái giá hữu nghị, vài si linh cho đám cư dân địa phương và 10 Guinea với mấy tay triệu phú. Mấy ngày qua, ông ta mệt bờ hơi tai với chuyện cấp cứu nhóm người từ dưới biển sâu. Theo lịch của thống đốc cùng với cục phản gián hoàng gia, ông ta mặt tay với những liều thuốc kháng sinh an thần cho mấy ca tổn thương diện rộng, nhiễm độc chất cura. Chà, mấy tên bệnh nhân mới nhìn đã hết hồn, tướng tá bặm trợn mặt mày cô hồn, hệt như chúng vừa đánh nhau một trận với bọn hải tặc cách đây vài thế kỷ. Stengel không một lời thắc mắc, đó là chuyện công vụ, hơn nữa, lịch từ cục phán gián, đâu ai dám nhiều chuyện, tò mò. Điều trị cho đám bệnh nhân xong, ông ta mới tiến hành khám nghiệm tử thi cho 6 cái xác người Mỹ thuộc chiếc tàu ngầm Manta và 10 tên trên chiếc du thuyền Disco. Tên Lago chủ chiếc du thuyền chẳng biết trúng một cú quá mạnh ngay cổ thế nào mà như con heo bị chọc tiết. Với vẻ mặt ung dung, ông ta đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng. Anh hỏi cô Domino à? Không sao, cô ta đang điều trị. Có điều cô ta đang bị sốc, cần được nghỉ ngơi. Chuyện gì xảy ra thế? Cô ta bơi một đoạn đường dài quá, nói chung là bị kiệt sức, lẽ ra cô ta không nên làm thế. Tại sao không? Bác sĩ Stengel bước nhanh về phía cửa, ông cũng nên nghỉ ngơi đi, chính ông cũng đã hết sức rồi đấy. Cứ cách 6 tiếng chúng tôi cho ông dùng một liều thuốc an thần, cố gắng ngủ thì ông sẽ mau bình phục. Mà này chêm hãy thả lỏng đi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Mấy câu chết tiệt này, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần trước đó. Đúng là ba láp bá sàm Rồi cơn cuồng nộ đột nhiên kéo đến, anh cố nhấc mình ra khỏi giường đoạn bước tới cửa hai chân loạn quạng thân hình không ngớt lắc lư stengel đứng chết trơn, chẳng thốt được tiếng nào anh chàng này đúng là bị say thuốc vài phút nữa đây thế nào anh ta cũng lăn ra ngủ như chết hình như anh ta làm chức gì cũng lớn lắm đặc sứ hay gì đó đại loại như thế cục phản gián cứ dặn đi dặn lại phải trông chừng anh ta cẩn thận thả lỏng thư giãn dẹp bộ mặt dậy đời của ông đi ông có biết thế nào là thư giãn không nói cho tôi biết cô ta giờ đang ở đâu nói mau đi. Gương mặt Stanchel vẫn hòa nhã, cơn cuồng nộ cảm xúc như thế này ông đã gặp khá nhiều, không nên ức chế anh ta, cứ để nó bộc phát thì anh ta sẽ dễ chịu hơn. Có ai đó đã tra tấn cô ta, viết phòng đầy người, nhiễm trùng diện rộng. Cô ta vẫn còn trong tình trạng đau đớn, ông có thể ghé qua thăm cô ta một chút ở phòng kế bên, phòng số 4. Nhưng cô ta cần nghỉ ngơi, cả ông cũng vậy, nhớ đấy. Vừa nói xong, ông ta mở cửa, bước thấp bước cao, ăn lết ra ngoài hành lang, hệt như gã say rượu. Chìm đưa tay mò mẫm, đẩy cánh cửa phòng số 4 bước vào rồi khép lại. Đứng nhìn theo, Stangell thầm nghĩ, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và cô gái cũng đang cần chia sẻ cảm xúc. Ngay trong căn phòng nhỏ, chùm tia sáng đổ bóng dài trên bức màn phía trước cái giường, vén nó sang một bên, anh quỳ xuống kề bên chiếc giường, nhìn vô. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra nắm lấy tóc anh, kéo sát vào bên trong. Một chất giọng khàn khàn vang lên. Nạp dêm, không được đi. Không được rời xa em Không được bỏ em Quái lạ anh vẫn lặng im bất động Đưa bàn tay yếu ớt lắc đầu Anh quay lại cô nàng hoàng hốt Này James anh có nghe gì không Đừng làm em sợ nghe Thế nhưng thần hình của James đã xuôi thẳng ra trên sàn Khi cô buông tay James nằm dài trên tấm thảm ngay cạnh giường Với đôi mắt nhắm nghiền Khẽ nhít người Domino nhìn xuống James đã lăn ra ngủ từ bao giờ Đầu gối vào cánh tay ngắm mãi gương mặt điển trai đa tình đang chìm trong giấc mộng đẹp. Cô nàng khẽ bồi hồi xúc động. Một hồi lâu sau đó kéo gối đến cạnh giường, cô ta nằm xuống, tay vuốt ve mái tóc của anh xóa ra bên dưới. Giờ chẳng còn gì sợ hãi, lo âu. Không phải là ảo ảnh. Chút mật ngọt trốn thiên đường chỉ cách trong găng tắc. Mãi mãi thuộc về mình. Mỉm cười, đôi mi của Domino nhẹ nhàng khép lại.